Hello. Chào bạn nhé, hôm nay mình lại giới thiệu với các bạn về một cái loại cây. Cây dây nhỉ? Cây cũng được, dây cũng được. Chắc là dây đấy. Nhưng thường thường mình gọi là cây. Nhìn hoa đẹp không? Đây, hoa rất đẹp này. Các bạn hãy đoán xem cây này là cây gì? Cây này mọc mọc hoang, mọc dại. Mọc nhiều lắm bạn ạ. Nhưng mà quay khúm ở gần gần đây thôi nhé. Cái khóm gần gần đây đây. Mình động vào xem nhé. Các bạn đoán đây là cái gì chưa? Tại sao lại thế? Cảnh khác nhé. Này nhé. Thành này nhé. Mình không hiểu nguyên do tại sao lại cây số nó quắp vào như thế này này, động vào nhiều thì quắp xuống hết đấy nhá. Đây nhỉ, mình rung cả cành này nhá. Đấy, rung cả cành là quắp vào hết này. Đây này nhá, đấy, nó rủ xuống hết này. Đấy, này nhé. Đấy, nó rủ rồi. Đây là gọi là cây xấu hổ nha bạn nhé. Mình không biết tại sao lại gọi là cây xấu hổ, vì chắc là bây giờ mình động vào như này thì nó rủ xuống hết nên gọi là cây xấu hổ đây này. Đây nó cọp xuống người hết đây này, nó cọp cọp cả cái cành này xuống hết đây này. Đây nha, cành này nhá. Đấy, cành này nhá. Đấy, quặp xuống hết thì mình gọi là cây xấu hổ đúng không? Thì mọi người gọi nó cây xấu hổ. Và đây là cái lá của nó, là cái hoa hoa của nó, hoa của cây xấu hổ. Hoa không quặp đâu. Cành này nhá. Đấy, đấy. Cây xấu hổ hoa rất đẹp nhé, hoa màu tím đẹp lắm. Rồi mình thử dùng cành cây đập nhiều nhiều xem nó cọp xuống hết luôn nha. Đấy, đó, ủ động vào đâu cọp vào đấy hết. Đấy, 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 đây nha, cú này nha, mình động này nha. Đấy, cái này nhá. Đấy, bạn thấy không? Đấy, quặp xuống hết này. Bên này nhá. Đấy, cả cây này nhá, cả cúm này nhá. Đấy, quặp vào hết. Bên này này. Bên này. Bên này. Đấy, quặp vào hết này. Kéo nó giống như là thu mình vào ấy. Đấy. Nhưng mà cái bông hoa của nó không thu đấy các bạn. Bông hoa thì không thu. Bên này nhá, hoa này không thu nhá, đông vào cành nhá, đông vào cành nhá. Đấy. Đấy, đông vào cành này. À, lạ không? Cái cây này có cái đặc điểm là có gai nhá, có gai, có lông này, có gai và có lông. Cái cành của nó thì có lạ, lông lông lông. Mình động vào phát là nó rủ xuống ấy. Thì người thì dân gian chúng ta, người thì dân ở đây thì người ta gọi là cây xấu hổ, và mình biết cây này vừa nhỏ rồi. Cũng không hiểu tại sao lại động vào như thế này, nó quắp xuống. Về mình lại tìm hiểu trên mạng xem mà nó là như thế nào, để phần mô tả cho bạn em nhé. Đấy. 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 Cái này nhá. Xem cái cành này luôn nhá. Đấy, rủ vào hết này, khép vào hết này các bạn. Đấy. Đấy.
Đặc điểm của cây này thì nó cũng dài lắm bạn, dài nó có lông, lông dạng như gai mềm, lông gai mềm, mọc hoa mọc dài nhé. Đây, hoa nó đẹp, hoa đẹp không, màu tím, lá của nó dạng như là lá kim, lá kim. Quắc tú không biết bao nhiêu lâu là nó sẽ nở lại những bông bông cũ, hay là mình quay lại chỗ này xem nào, đã nở lại chưa? À, vẫn chưa bạn, vẫn chưa. Đây nhỉ. À, đây đây đây, vẫn chưa, lúc nãy mình ở đây là vẫn chưa. Chắc là nó khoảng mấy phút sau thôi, mấy phút sau nó lại rủ lên bình thường thôi bạn ơi. À, nó lại trồng ngược lại bình thường đây đây. Nếu mình động vào lại co tiếp này. Đấy, động vào lại co hẳn này. Nó đang mở ra đấy, đang mở ra, nhưng mình động vào lại co tiếp này. Chắc là khoảng 5-10 phút thì thế này là nó sẽ trở nở lại bình thường thôi. Đây này, cái cành này nó gần nở ra hết rồi này. Đây này, gần nở ra hết rồi. Đấy, nhưng mà động lại nó lại khép vào hết đây. Khép vào hết đây đấy. Động vào thì nó lại khép vào hết. Ở 50 phút trước đây này, cái cành này nó nở ra rồi. Nên nó nở ra rồi đây này. Lúc này mình động cành này bây giờ sau chắc là tầm 30 phút rồi nè. Nên nó nở ra nha, mình động vào tiếp nhé. Ừ. Động vào tiếp thì nó lại co vào tiếp này. Đây. Đây, co vào tiếp rồi. Đấy, động vào nó co hết này này. Co hết này này. Động vào nó lại co khép vào hết. Đây, nó nở ra rồi đây này. Cái cành này là cái lá này lúc nãy mình động vào, bây giờ nó nở ra rồi. Bây giờ lại khép vào, động vào tiếp, khép vào nhá. Chốc nữa nó lại khoảng 2-3 phút rồi, 2-3 phút là nó quay về trạng thái bình thường tiếp, cái cây này, cái số hổ ấy. Tầm 2-3 phút thì quay về trạng thái bình thường thôi. Xem cành khác, đây cành này lúc nãy mình động này. Đấy, sờ vào nó kẹp, kẹp hết luôn. Hoa màu tím. Đây là xem cành khác lúc nãy mình động nhỉ. Đây nhá, đây, đây nhỉ, cành lúc nãy mình động là nó rủ rồi. Nó khép hết, rủ hết, nhưng bây giờ nó lại đang nở ra rồi đấy. Nở ra trạng thái ban đầu này. Lại động tiếp này. Nó lại khép vào tiếp này. Các bạn thấy hay không? Đấy. Đây. Đây đây, lúc nãy cây này là mình động nó nhiều nhiều, rồi bây giờ nó bắt đầu nở ra này. Bắt đầu nở ra hết rồi này. Nở ra hết rồi này. Đấy, cành này, cành này nở ra hết rồi này. Mình động tiếp nhá. Rồi, động tiếp lại co vào tiếp này. Động tiếp lại co vào tiếp này. Co vào tiếp này. Đây, co vào tiếp này. Co vào tiếp này. Co vào tiếp này. Co vào tiếp rồi. Co dù hết rồi. Thế... đây lúc nãy là mình động đây này, cả cái khúm này bây giờ nó lên bắt đầu nở ra tiếp rồi này, nở ra tiếp rồi. À chỉ là chắc là chỉ 2 phút rồi, tầm 2 phút rồi. Đây nhá, đây mình thấy này, đây nó nở ra là lúc nãy mình bước qua đây này, bước qua đây. Động vào đây này, đây động vào đây nó nở ra rồi này này. Nó nở ra hết rồi, lúc nãy khọp hết mà đúng không? Mình động lại cho nó nhá. Đấy. 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 Vâng, nghĩa là mình vừa chia sẻ với bạn một cái video là ngắn, chẳng phải ngắn, dài chẳng phải dài, nhưng mà mình cố gắng giữ đến tầm 10 phút để chia sẻ. Các bạn có xem đến thời điểm này thì tiếc gì cho mình một ủng hộ like nhé, và chia sẻ cái video nhé cho những ai mà chưa biết về cái cây số hổ bạn nhé, về cây số hổ nó như thế nào, cây số hổ là cái gì, và cái hoa của nó đây, lá nó này, tại sao nó lại là gọi là cây số hổ, và bao nhiêu lâu thì nó không số hổ nữa. Đấy. Các bạn đăng ký kênh ủng hộ kênh miền núi nhé, để mình có nhiều động lực làm video chia sẻ về những cái điều mình biết về cuộc sống thiên nhiên, hoa lá của cây, về những cái trải nghiệm mình biết thôi.
cho những ai mà chưa được biết, cho những người mà chưa được biết nhé. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại nhé ở những cái số tiếp theo nhé.